Thưa quý vị khán giả, chỉ trong thời gian ngắn, tại một số địa phương liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Điều đặc biệt là các vụ bạo hành không chỉ xảy ra tại các trường hay nhóm lớp tư pháp với những giáo viên không đủ tư chất, trình độ, kỹ năng. Vấn đề này còn xuất hiện tại các nhóm người thân trong gia đình. Để góp phần giúp quý vị khán giả có cách nhìn nhận đúng đắn và tìm hiểu thêm về tâm lý của trẻ, đặc biệt đối với trẻ bị bạo hành, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tư vấn giáo dục bà Trần Thị Thủy Tiên, trưởng đại diện công ty đào tạo và tư vấn giáo dục Việt Edu. Xin được bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một vấn đề mà dư luận xã hội đang rất quan tâm, đó chính là nạn bạo hành trẻ em đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Đối với chị là một bậc phụ huynh thì suy nghĩ của chị về vấn đề này như thế nào? Với tư cách là một người phụ huynh thì tôi hoàn toàn là lên án cái tình trạng này. Hành động bạo hành của người lớn đối với trẻ em, bởi vì là trẻ em là những cái đứa trẻ mà nó chưa có cái khả năng mà kháng cự lại khi nó bị đánh đập, khi nó bị bạo hành, và việc của người lớn chúng ta là phải nâng cảnh ước mơ cho trẻ em và dìu dắt trẻ em đi qua được cái giai đoạn vàng của trẻ, chứ không phải là cứ đập đánh trẻ là nên người. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn tâm lý cho các bậc phụ huynh về việc chăm sóc giáo dục trẻ em bị bạo hành, vậy thì chị có thể cho biết cái xu hướng tâm lý của các trẻ em bị bạo hành là như thế nào và liệu rằng nó có ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ sau này không ạ? Hơn 15 năm tương tác với trẻ con, tôi được trong độ tuổi là từ 2-3 tuổi cho đến 16 tuổi, thì riêng tôi là nhận thấy rằng là những đứa trẻ mà đã bị bạo hành thì nó có những cái tâm lý là tức là tổn thương về mặt thể xác, về ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình trạng thứ hai nữa đó là tổn thương về tinh thần, xa chấn tinh thần. Trẻ nó sẽ mất đi cái sự tương tác ở bên ngoài, và khi nó gặp người lạ thì nó sẽ thu mình lại và nó tự ti và không tương tác tốt. Và đối với những đứa trẻ đó thì khi lớn lên thì tương lai của trẻ nó sẽ bị rẽ qua một cái hướng khác và dễ dẫn đến là tình trạng là trẻ là bị trầm cảm, rồi là bị tự kỷ, hoặc là tổn thương lớn quá thì trẻ nó sẽ tìm đến cái hành động là kết thúc cuộc đời của mình. Trong thời gian vừa qua thì các vụ bạo hành liên tiếp xảy ra, điển hình như là vụ cha ruột và mẹ kế bạo hành con trai ở Hà Nội, hay là vụ các cô giáo ở một trường mầm non tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh bạo hành gần 40 trẻ em trong độ tuổi mầm non, hay gần đây nhất tại thành phố Huế cũng đã xảy ra tình trạng này. Vậy thì điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi là nguyên nhân do đâu mà những người lớn chúng ta lại có cái hành vi bạo hành trẻ em như vậy ạ? Suy nghĩ trong tư duy của người Việt Nam mình đó là thương thì cho roi cho vọt, còn ghét thì mới cho ngọt cho ngào. Nhưng mà nếu như thương mà cho roi cho vọt như vậy thì mình cho roi cho vọt mà không đúng cách thì sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Người lớn cứ cho rằng là họ là có quyền trên trẻ con, cô giáo có quyền trên học trò, và khi học trò không làm đúng theo ý của cô giáo thì cô giáo có quyền la mắng và đánh đập học trò. Cô bị áp lực về thời gian và cô cho rằng là hối thúc trẻ, hoặc là dọa nạt trẻ, hoặc là đập vào tay, hoặc là vào người trẻ thì đứa trẻ nó sợ và nó sẽ làm nhanh hơn, cho nên là dẫn đến cái tình trạng bạo hành trẻ. Còn với trong gia đình thì có nhiều lúc là bố mẹ vẫn là nghĩ rằng là mình sinh ra con là mình có quyền đập con, mình có quyền la mắng con, và những bậc phụ huynh là họ nghĩ rằng là cái sự đánh đập và la mắng đó là họ muốn con nên người, cho họ không nghĩ rằng là họ đang làm tổn thương con. Đối với những đối tượng dễ tổn thương là trẻ em, nếu như chúng ta có cách điều trị và chăm sóc không đúng cũng dễ dẫn đến những cái hệ lụy sau này. Vậy thì chị có thể có một lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh trong việc điều trị cũng như là giáo dục và chăm sóc trẻ? Các em mà bị xa chấn về tinh thần, bị tổn thương về tinh thần thì tuyên khuyên là phụ huynh là nên đưa các em đến các chuyên gia về điều trị tâm lý để xem thử là các em đã bị tổn thương đến mức độ nào, và theo cái lời khuyên của chuyên gia tâm lý để có cái cách điều trị phù hợp với những mức độ mà trẻ bị tổn thương. Mình biết chia sẻ thì bất kỳ ở lứa tuổi nào thì đứa trẻ nó cũng nhận được những cái tình yêu thương
rồi những cái giá trị, rồi là và tương lai của đứa trẻ đó, nó sẽ trở thành một người làm chủ được cuộc sống của mình. Xin được cảm ơn chị Thủy Tiên và hy vọng rằng thông qua những chia sẻ mà chị vừa nêu ra thì các bậc phụ huynh cũng như là các bậc giáo viên và người lớn chúng ta sẽ có cách nhìn khác về việc giáo dục cũng như là chăm sóc trẻ.